Tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Long, sau 30 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Vĩnh Long với sứ mệnh là tạo dựng được môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, đảm bảo nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội để phát triển tài năng, tư duy sáng tạo, trở thành những hiện tài phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam. Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long là một địa chỉ giáo dục có uy tín lớn của tỉnh nhà trong nhiều năm qua. Tiền thân của trường Trung học phổ thông Vĩnh Long là trường Trung học Bán công Vĩnh Long, ra đời vào tháng 7 năm 1992. Năm 1996, trường dời cơ sở mới tại 33 trên 1 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Ngày 10 tháng 8 năm 2009, trường mang tên mới là trường Trung học phổ thông Vĩnh Long. Thầy Dương Tấn Đệ hiệu trưởng từ 1992 đến 2003. Thầy Nguyễn Bá Tường hiệu trưởng từ 2003 đến 2008. Cô Ngô Thanh Trúc hiệu trưởng từ 2008 đến 2009. Cô Nguyễn Thị Quyên Thanh hiệu trưởng từ 2009 đến 2010. Thầy Đặng Hoàng Dũng hiệu trưởng từ 2010 đến 2020. Cô Đỗ Thị Kim Loan hiệu trưởng từ 2020 đến nay. Tầm nhìn, xây dựng trường có uy tín về chất lượng giáo dục, tổ chức hoạt động theo hướng hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Có đội ngũ giáo viên giỏi, ứng dụng sáng tạo, hiệu quả công nghệ thông tin cùng các phương tiện hiện đại trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác. Môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực, sáng tạo, thích ứng với thời đại. Là trường trung học phổ thông tiên tiến xuất sắc của thành phố Vĩnh Long, là nơi học sinh sẽ lựa chọn để học tập, rèn luyện, là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới đỉnh cao. Sứ mệnh, tạo dựng được môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, đảm bảo nền nếp, kỷ cương. Nâng cao chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội để phát triển tài năng, tư duy sáng tạo, trở thành những hiện tài phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam. Hệ thống giá trị, tình đoàn kết, sự hợp tác, lòng nhân ái, tính sáng tạo, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, coi trọng hiệu quả và hướng đến sự chuyên nghiệp. Phương châm hành động, chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường và của mỗi thầy cô giáo. Cơ sở vật chất của nhà trường thì lúc đó thì chỉ cơ sở cũ, thì khi đó chỉ có trang bị bàn ghế, thì bàn ghế 4 chỗ ngồi như cũ, phần phương tiện khác thì chưa có. Còn về bảng dụng bảng cây thì sân trường thì đất sình. Điều đáng như điều mà chúng tôi nhớ nhiều nhất là khi mà cuối năm báo cáo dự số 0 lắm, ví dụ như cơ sở vật chất thì số bàn ghế không, số phòng học không, thiết bị không, thư viện không. Bây giờ hóa là cái mượn ké với trường luôn liền. Chúng tôi nói là cái trường 40 á. Rồi tới năm 96 thì được sở phân về cơ sở cũ của cái trường cao đẳng sư phạm. Từ năm 2010 thì được các sở ban ngành rất là quan tâm về cơ sở chất, ngày dần được ổn định và được phát triển, có sân chơi bãi tập cho sinh tập luyện về thể chất cũng như là giáo dục quốc phòng. Rồi bên cạnh đó thì các phòng học cũng được tương tất và được trang bị khá đầy đủ cho nhà trường. Bên cạnh việc đào tạo về kiến thức chuyên môn, nhà trường cũng rất chú trọng đến hoạt động phong trào, ngoại khóa giúp học sinh phát triển toàn diện. Mô hình câu lạc bộ, đội nhóm phát triển về kỹ năng, học thuật, sở thích tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh.
Tôi may mắn có 20 năm để gắn bó tuổi thanh xuân của mình dưới mái trường. 3 năm là học sinh ngồi ghế nhà trường, được sự tận tụy dìu dắt của thầy cô. 17 năm đứng trên bục giảng, từ những bước chân chập chững đầu tiên để bước vào nghề và mãi tận đến hôm nay. Thật sự hạnh phúc khi trở lại mái trường xưa, được sống với những kỷ niệm tuổi thơ và vui hơn khi được góp tay chèo cùng với thầy cô để đưa những chuyến đò sang sông. Có lẽ với tôi, mỗi ngày đến trường là một niềm vui, một niềm tự hào rất là lớn. Khi thấy được sự thay đổi của ngôi trường, chúng tôi đã từng bước đi lên, khẳng định được thương hiệu của mình, tạo được niềm tin và chỗ đứng vững chắc trong lòng phụ huynh, học sinh và cả xã hội. Sau 4 năm học tập ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, may mắn em được về công tác tại trường từ năm 2001 tới nay. Kính thưa quý thầy cô, em tự hào đối với thầy cô rằng 21 năm qua trong sự nghiệp của mình, em đã luôn nhớ và luôn thực hiện được những điều thầy cô đã dạy em. Không chỉ dạy từ những ngày em học phổ thông, mà dẫn dắt em từ ngày em bắt đầu vào sự nghiệp cho đến nay. Với phương châm xây dựng kỷ cương bằng tình thương, trách nhiệm, em tự hào đã làm được điều đó. Vượt qua bao thử thách gian khó thì đến nay trường đã trở thành một cái trường trung học phổ thông Vĩnh Long mang tên một vùng đất, đang đứng vững và hòa mình vào các trường trung học phổ thông công lập trong toàn tỉnh. Đến nay thì trường trung học phổ thông Vĩnh Long đã trở thành trường chuẩn quốc gia với một cái cơ sở vật chất hết sức là khang trang hiện đại. Chúng tôi được sự quan tâm từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục, cho nên những cái trang thiết bị hiện đại nhất của cái trường học tiên tiến thì đều đã được rót về đây. Và đến thời điểm này thì đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường đáp ứng được cái yêu cầu giảng dạy. Số lượng giáo viên trên chuẩn của trường trung học phổ thông Vĩnh Long có thể nói là rất là cao, trên 27%. Về phía học sinh thì số lượng học sinh chăm ngoan đạt cái kết quả học lực và hạnh kiểm thì có thể nói là tăng theo hàng năm. Số lượng học sinh giỏi và khá thì luôn ở cái mức từ 97% trở lên, và học sinh đạt cái đạo đức tốt là từ 99.8% trở lên. Đến thời điểm hiện nay thì có thể nói cái công tác giáo dục mũi nhọn của trường luôn được ban giám hiệu và đội ngũ thầy cô giáo đặc biệt quan tâm. Chúng tôi từng có những học sinh tham gia vào cái đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, số lượng học sinh giỏi vòng tỉnh về văn hóa lẫn thi thực hành thì đều tăng lên theo hàng năm. Và đặc biệt nhất là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi vinh dự có được học sinh là học sinh trong cái đội tuyển học sinh giỏi toàn quốc cũng như là thi an ninh quốc phòng. Và trong cái năm học 2022-2023 này thì dù cái thời gian qua dịch bệnh Covid hoành hành dữ dội, tuy nhiên thầy trò trường trung học phổ thông Vĩnh Long của chúng tôi đã có những cái nỗ lực vượt bậc và xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cái bằng khen tập thể lao động xuất sắc.